không thể hối anh ấy. Hỏi anh ấy, mấy loại bất ngờ kiểu này đúng là không hiệu quả, quá lãng phí thời gian. Chờ một chút. Cuối cùng anh cũng tới, đã trễ lắm rồi. Anh vào nhà đi, em hâm nóng thức ăn cái đã. Hâm nóng cho em là được rồi, anh không đói đâu. Anh ăn cơm ở ngoài rồi sao? Anh không muốn ăn. Em... Vậy anh ngồi ăn với em đi. Em đợi anh lâu lắm rồi. Anh coi em mặc bộ váy này, có phải nhìn rất trẻ không? Hôm nay thật sự anh không có hứng. Nếu như không có chuyện gì thì anh về trước đây. Anh đứng lại cho em. Anh như vậy là ý gì? Anh không nhìn ra em đã cất công chuẩn bị cho anh sao? Anh không nể mặt em gì hết. Người ta quan tâm tới anh thì anh cũng phải đáp lại chứ. Anh làm sao vậy? Có phải xảy ra chuyện gì không? Anh muốn đổi công việc khác. Anh nói cái gì? Anh nói anh muốn nghỉ việc. Tại sao vậy? Không tại sao hết. Anh có bị bệnh không? Đang yên đang lành muốn nghỉ việc cũng không nói lý do. Bộ anh nghĩ công ty là nhà của anh, anh muốn làm cái gì thì làm sao? Anh có biết là em dành nhiều công sức cho anh không? Vậy em cứ coi như anh không biết điều đi. Anh cũng biết là anh không biết điều sao? Em nhìn anh lâu lắm rồi. Em tặng anh bóp đựng tiền, tại sao lại không xài? Anh xài không nổi đâu. Tiền trong bóp của anh còn không bằng giá tiền cái bóp. Em nói là anh không biết điều đúng không? Có khi nào em đứng ở vị trí của anh và suy nghĩ chưa? Suy nghĩ về áp lực và lòng tự trọng của anh. Hôm đó mời Lộc Phi đi ăn cơm, tại sao em lại chuyển tiền cho anh? Em sợ anh không có tiền để mời nổi bạn em sao? Em không hề có ý đó. Nhưng em lại làm như vậy. Tại anh quá nhạy cảm. Bởi vì anh là đàn ông mà. Mấy cái việc này đáng ra là của đàn ông. Bây giờ em làm hết rồi, em coi anh là cái gì chứ? Là trai bao sao? Anh muốn làm trai bao, còn lâu em mới cần. Xem ra hôm nay anh tới tính sổ với em đúng không? Được thôi, vậy hai chúng ta nói hết một lần luôn đi. Anh nói em không quan tâm cảm nhận của anh. Anh có quan tâm tới tâm tình của em không? Anh có dẫn em đi gặp bạn của anh không? Anh nói thích em nhưng có chạm vào em không? Anh hãy thừa nhận đi An Trác, anh giống không hề thích em. Anh xin lỗi, tối nay em rất đẹp, tại anh mà làm hư buổi tối này.